Cút giùm cái đi, nó nhiều quá. Nín hả? Chị có mấy bác chưa thì kịp gì đi em ơi. Nhưng mà chị chưa có. Được chưa? Tôi biết quá. Hay vậy quá. Xong qua trả lời comment xong kiểu gì cũng lên báo nè. Nhưng mà kệ chúng mày. Tao rất mệt mỏi rồi. À, đẹp mà ổn quá, đẹp phải có đại gia đẹp này chi chi nọ. Thì con bé cũng đẹp, con bé cũng có đại gia, mà con bé xui, con bé xui thôi. Chứ trong showbiz thiếu gì đứa cặp đại gia. Có ông đại gia nào mà không năm thê bảy thiếp không nói nghe trời. Chẳng qua là bà bị xui thôi. Nhưng mà sau đó cũng là bài học của Hiền Hồ. Bà nhận ra là ok, dính tới đại gia phiền phức quá. Bây giờ bà chỉ chơi game, bà vui vẻ, bà sống thôi. Người ta biết sai, người ta sửa sai, tại sao không cho người ta sửa mà tụi bà không có nói Hiền Hồ đúng hoàn toàn. Nhưng mà Hiền Hồ đã trả cái giá quá đắt cho cái việc là cặp đại gia. Thì bây giờ bà thay đổi rồi, bà không muốn cặp đại gia, bà muốn sống một cuộc đời bình an. Để yên cho bà sống cuộc đời bình an đi. Chứ bây giờ thử khui ra hết cái showbiz đi. Nói thiệt, khui hết cái showbiz mà không có má nào cặp đại đi bằng đầu luôn. Má nào cũng cặp đại gia hết á, chẳng qua là không bị khui thôi. Khui là nói không, trong showbiz không có má nào đứng được hết trơn á. Khui đi, thử khui đi. Khui hết cái showbiz đi. Đứa nào không cặp đại gia chơi. Đứa nào cũng cặp đại gia hết trơn á. Chứ ta nói quần quần áo áo hàng hiệu, đâu ra mấy má. Mà showbiz trả tiền có cao đâu. Đâu có cao mà quần quần áo áo đồ hiệu đâu ra. Không có bông hoa tuyết nào nó sạch hết trơn. Đừng có nghĩ là cái hào quang showbiz nó sạch. Trời ơi, nó thúi trùm mà. Cho nên á, bây giờ Hiền Hồ bà chơi game, bà giải trí, làm ơn cho bà sống đi. Bà cũng muốn quay đầu là bờ, bên bờ là giật. Người ta quay đầu rồi, tụi bay cho con nhỏ đứng, quay đầu là bờ, bên bờ là giật làm sao. Chứ dụ người bây giờ người ta cố chấp, người ta vẫn tiếp tục cái con đường đó, thì tụi bay nói đúng, tao sai. Còn nhờ người ta đã muốn quay đầu là bờ mà tụi bay bên bờ là giật hoài. Con người người ta cũng vẫn phải tiếp tục sống, tụi bay kỳ quá. Ta đi binh mấy cái người mà đang ở trên đỉnh canh, đỉnh vinh quang á. Bị ta biết là ở trên đỉnh nó quá nhiều người nịnh rồi, ta không có đi nịnh. Còn những người mà đang mà ở dưới bóng đái đó, tao chẳng tin. Tôi từng bị đồng cảnh ngộ rồi nên tôi hiểu cái cảm giác nó rất. Nên tôi an ủi người ta bằng con sư tử. Hiểu chứ, mình hiểu chứ, mình làm người mình phải có cái lương tâm.